Anh xem đi. Trên đời này á, làm có cái chuyện một tờ tạp chí nổi tiếng lại đi năn nỉ một cô trợ lý quay lại làm việc. Anh thì sao? Anh là ai mà có quyền can thiệp vào cuộc sống của người đó hả? Tôi thích cô ấy. Ôi, chúng ta đừng có làm nhau khó xử nữa. Chào anh. Cô An Chi. Em có thể nào mà dịch cái này từ tiếng Pháp qua tiếng Việt giùm anh được không? Đây là tiếng Anh ơi. Đây là tiếng Anh. Ở nói chung Việt với tiếng Việt đi. Ai rảnh nghe dùm chị cái điện thoại đi. Anh đang bận rồi. Dạ, phòng biên tập của tạp chí Homos xin nghe ạ.